Hello, xin chào tất cả các bạn đang đến với kênh của công ty Nhật Việt và mình là Hữu Thắng. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái chức năng Example trên Cort VS6. Và nó sẽ có hai cách để các bạn đi đến trình chỉnh sửa. Thứ nhất là các bạn bấm vào menu Keyboard Example. Cách thứ hai là các bạn có thể nhấn Shift cộng với nút Example. Đây là một cái chức năng mà các bạn có thể bè những cái quảng cho cái âm sắc mình đã chọn. Ví dụ như là Touch Up thì nó sẽ là cộng thêm một cái quảng bar ở phía trên. Ví dụ mình bật cái sau khi mà mình nhấn cái nút Example sáng đỏ. Đấy, các bạn có thể nghe thấy là nó sẽ bày thêm một cái quảng bar ở trên nữa. Đấy, phía này nó sẽ có rất là nhiều, ví dụ như là For LO có nghĩa là loud, là một cái dãy tầng thấp ở dưới. Nó sẽ bè thêm một quãng 4 của dãy tầng thấp ở dưới. Đây các bạn có thể nghe khi tắt đi. Rồi, đây là một cái for up thì nó sẽ cộng thêm một quãng 4 ở phía bên trên. Đây các bạn có thể nghe. Ở bên này là một cái repeat thì nó sẽ là lặp lại những cái sao. Các bạn có thể thấy nó chạy. Còn echo nó sẽ khác nhau như thế nào? Và có một cái hiệu ứng này nữa là duo. Duo thì các bạn có thể là mình tùy chọn cái nốt mình muốn bè. Ví dụ nó ở không sẽ không có gì. Các bạn ví dụ như là muốn mà một quãng ba thứ thì các bạn sẽ cộng 3 lên thì nó sẽ cấu tạo lên một cái hợp âm đô thứ. Đấy, các bạn chỉ cần nhấn nốt thôi là nó sẽ tự động cộng hai cái nốt là đô và mi dáng này. Đấy. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn vào một video tiếp theo.